Trong dương cung trời.
định mệnh khắc thế và lòng người nghiệt cay tráo trần. Nên chuyện lứa đôi yên nở không thành. Anh đời gọi vi nhân vô tận Sài Gòn. Ta năm qua không hề có vui gì tình và cũng không ai biết anh sống chết ra sao. Rồi bây giờ anh về thì đã hết nhau. Anh không cho tôi ngồi trái tên gì nữa. Cái tên mà ba năm qua tôi vẫn nhớ, dù rằng tôi thân thật bà lại nhắc đến cái tên Trí Lương rồi. Vui ông kỳ sư có nghe được thì tôi biết ông làm sao, nói làm sao để giải tội cho bà nhau. Lóng lóng lắm nuôi một dòng chỉ gian. Long là người kỹ sư chứ không phải kẻ tầm thường. Long có bắt gặp tôi dưới nhau chỉ là chuyện bình thường, chuyện thường tình của một cô gái non gặp người yêu cũ trước ngày mặc chiếc áo vui. Bởi em về rồi anh lại sẽ xa đi, mang thế gian tiếng có đời vô. Có lẽ ở lại mới an sầu an khổ, trong biết lòng con như giá ao tù. Là bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời mơ mộng, rồi sau một thời gian ngập tràn hạnh phúc, bà sẽ như ai tay bê tay bồng. Lúc đó bây giờ bà đã đi vào bổn phận làm vợ làm mẹ, thì đâu còn thời gian để nhớ chuyện ngày xưa. Không những bà sẽ ông đã giao lưu nha.